Kiểm tra thì mình vào BIOS để mình kiểm tra nhé các bạn nhé. Thì đầu tiên các bạn giúp mình ở trên mỗi dòng laptop thì nó sẽ có một cái phím mặc định cho các bạn vào BIOS và các bạn vào BIOS. Thì như ở MSI của mình thì các bạn muốn vào phần BIOS của nó thì các bạn ấn cho mình cái phần delete đấy, ở cái phần bàn phím đấy. Sau đó các bạn ấn vào giúp mình. Thì khi ấn vào thì các bạn có thể nhìn đây là tất cả các thanh công cụ ở trên BIOS. Thì các bạn chú ý cho mình xem là cái phần Stronger này, Informatician này. Các bạn ấn Enter vào, các bạn kiểm tra. Thì đây là cái ổ SSD 970 EVO 500GB. Đó, các bạn có thể nhìn. Thì khi các bạn kiểm tra xong thì các bạn điều chỉnh cho mình cái phần BIOS ở bên trong này. Cái phần boot đầu tiên các bạn boot đầu tiên thì các bạn để cho mình cái phần hard disk, sau đó cái boot thứ hai thì bạn đổi chuyển cho mình sang cái phần USB, và ở dưới thì các bạn có thể dùng ổ CD hay là ổ HDD thì là tùy ở các laptop của các bạn. Thì mình chỉ cần đến hai cái này và bắt đầu mình ấn F10, hoặc là các bạn chuyển sang cái phần save exit, ấn F10 trên bàn phím. Sau đó các bạn xin vào lại. Và từ đây các bạn vào cho mình cái phần boot bằng F11. Và ở đây thì các bạn hãy sử dụng cho mình một chiếc USB. Một cái chiếc USB như này để các bạn cài Win. Thì ở đây mình đã có sẵn cái phần USB cho máy tính của mình rồi. Thì các bạn nên cầm một cái USB như này để các bạn cài cái Win vào trong cái USB này và cài cho cái ổ cứng mới của mình. Ok, các bạn ấn Enter giúp mình. Và từ đây thì các bạn chọn cho mình cái Win. Thì hầu hết là cái Win ở cái giao diện 64-bit thì nó sẽ hỗ trợ và hầu hết cái dung lượng, cái tối đa về cái độ truy xuất, cái độ xử lý, như chẳng hạn các bạn cài những cái phần mềm, những cái ứng dụng thì các bạn có thể chọn cho mình. Nhưng mình sẽ chọn là Windows 10 Setup 64. Các bạn chờ một chút để phần mềm chạy và cài đặt vào cái phần ổ cứng của mình. Ở đây là cái phần giao diện và phần mềm. Đó, các bạn có thể nhìn. Đây là cái phần giao diện. Các bạn giúp mình. Đây là cái phần ngôn ngữ này, thời gian này, và keyboard này. Thì hầu hết mình nên để cái chế độ mặc định nhé. Nên để chế độ mặc định. Các bạn ấn Next cho mình. Các bạn ấn cho mình Insert. Mình sẽ co lại màn hình cho nó rõ hơn cho các bạn. Các bạn chờ một lúc để phần mềm tiếp tục cài đặt. Thì khi vào có các phần mềm rồi, các bạn chọn cho mình cái phần ấn và kích vào đây. Các bạn đừng để ý nó là cái gì, các bạn cứ ấn vào cho mình nhé. Các bạn ấn đây. Thì ở hai phần này các bạn chọn cho mình cái phần Custom Insert này. Thì ở đây nó sẽ hiển thị ra cho bạn cái phần giao diện của con Evo đây. Đó là con Evo đây. Còn đây là cái phần HD của mình 1T. Con này của mình là 500 thì vào trong này nó chỉ còn 465. Thì mình có thể zoom lên cho các bạn xem. Đó. Thì bước đầu tiên thì các bạn hãy kích bước vào nó và ấn cho mình cái phần new để mình cài đặt cái ổ này. Ổ này nó trắng tinh rồi. Đó, các bạn ấn cho mình apply.
các bạn nhấn cho mình OK. Các bạn chờ một chút nhé. Đó, khi xong rồi nó sẽ hiển thị cho bạn. Oh, recovery mất 450 MB, 99% system. OK, tại vì ổ cứng nhiều thì các bạn bỏ qua, không để ý những cái phần đấy giúp mình nhé. Các bạn format lại cho mình cái phần ổ để chuẩn bị cái pin này. Đó, các bạn ấn format giúp mình. OK. Rồi, sau đó các bạn lựa chọn giúp mình cái phân vùng này. Primary này, nó là phân vùng chính và dùng để cài win các bạn nhé. Thay vì các bạn có thể để trực tiếp các bạn cài thì mình luôn hướng dẫn và ưu tiên các bạn nên dùng cái phần mềm để cài win để cho nó tương thích. Tại vì là ở trong đây nó cũng sẽ hỗ trợ các bạn về format lại ổ cứng này, xóa ổ cứng để thiết lập lại tất cả các dữ liệu rồi cái phân vùng. Thì mình hãy để cho nó chân chu nhất. Thì các bạn hãy xóa đi và làm như những bước đầu tiên sơ khai của một cái ổ cứng mới như mình đang làm. OK, các bạn ấn next giúp mình. Và các bạn cứ chờ một lúc để cho nó chạy. Mình nghĩ là chắc là nó chạy nhanh thôi, tại vì là cái dung lượng và cái tốc độ xử lý của máy mình cũng rất là OK rồi. Đó. Đồng 17% rồi. Mình sẽ zoom lên cho các bạn xem. Được 40% rồi, các bạn thấy rất tốt rồi. Để tốc độ xử lý mình thấy nó rất là hay, rất là nhanh để dùng cho cái win. Với 2% được không ạ? Trước là mình cài win như này, đi cài win dạo là cứ 100.000 một lần cài đặt. Anh em có thể mang máy đến cài rồi mình có thể mình đến trực tiếp nhà khách hàng mình cài, nhưng mà đấy là lâu rồi, khoảng 5 năm trước rồi. Bây giờ mình đã bỏ ngay nghề này rồi. Đây mình cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm cho anh em, những anh chị em nào chưa từng cài, chưa biết cài, muốn tìm hiểu để cài Win 10 thì đây cũng là một cái phần mình hướng dẫn cho các bạn để các bạn xử lý và cài đặt. OK, rất là nhanh. OK các bạn, và phần cài đặt xong, tiếp đến sẽ là phần 2 các bạn nhé. Hello, xin chào các bạn, lại là Sơn đây. Xin chào các bạn tới kênh của Sơn Đăng Nguyễn. Thì ngày hôm nay mình lại hướng dẫn cho các bạn một cái trang để các bạn tìm kiếm các tệp UID và các mục đích để tìm ra những cái UID đấy để làm gì. Thì như bản thân mình là một người làm dịch vụ, thì mình sẽ tìm những cái tệp UID đấy của những cái đối thủ cạnh tranh để mình sẽ lọc bạn bè, mình kết bạn, hoặc là mình sẽ làm những cái mục đích
riêng của mình, thì cũng không để các bạn làm cho các bạn thời gian nữa, thì các bạn hãy theo mình tiếp tục sử dụng những cái phần mềm cực kỳ hữu ích và miễn phí. Đầu tiên các bạn vào cho mình phần Google Chrome, sau đó các bạn ấn vào cho mình cái phần lấy UID Facebook. Thì ở đây cái phần UID Facebook thì nó hiển thị rất là nhiều cái trang để các bạn có thể quét lấy cái tập mà UID ấy. Thì điển hình là cái trang mình đang sử dụng đó là cái trang id.atp software. Thì ở đây cái giao diện của nó nhìn nó rất là dễ bắt mắt đó. Cái id này, cái trang này thì giúp cho các bạn tìm kiếm được cái nick Facebook dễ dàng này, lấy cái tệp UID của cái trang cá nhân đó, hoặc là cái trang group đó, hoặc là cái trang fanpage đó. Đó, thì các bạn có thể tìm bất kỳ, ví dụ như mình sẽ tìm một bạn, à đây bạn này chẳng hạn. Sau đó các bạn copy cho mình cái đường link Facebook của bạn ấy vào và paste vào đây giúp mình. Đó, thì khi mà paste vào đây giúp mình thì các bạn có thể nhìn cái dấu dãy số dưới ở phần hiển thị này, thì đây nó chính là cái tệp UID. UID là cái tệp dãy số như này đấy, là một cái tệp của một cái trang cá nhân đó. Thì đương nhiên ví dụ giả sử như các bạn muốn tìm kiếm rất là dễ thôi, các bạn có thể tìm tất cả các trang của khách hàng, của đối thủ, các bạn các lấy giúp mình. Ví dụ như bản thân mình lấy đó, rất là dễ luôn. Hoặc là các bạn có thể dùng trang thứ hai, pin UID này, các bạn vào đây cũng là của ATP, các bạn paste vào đây và các bạn tìm kiếm thì nó cũng sẽ trả lại cho các bạn. Cái tệp đó, cái tiền này các bạn có thể lấy ở những trang khác cũng tương tự như thế, rất là dễ đâu. Đó, thì thường thì mình sẽ lấy vào ATP software này, bởi vì mình hay sử dụng những cái phần mềm của ATP. Và một cái cách nữa thì là cái cách đấy của mình thì nó có một cái mã code để các bạn xử lý dễ hơn. Như chẳng hạn các bạn chỉ cần việc ấn vào sang cá nhân, sau đó các bạn tìm một sang bất kỳ đó và ấn vào cái phần UID này, thì đương nhiên nó sẽ hiển thị lên rất là nhanh hơn tất cả các phần mềm kia đó, các bạn có làm như mình. Và mục đích các bạn lấy UID này để làm gì thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài chi tiết tại sao mình lấy UID của khách hàng để làm gì. Mình lấy UID của khách hàng để mình kết bạn chẳng hạn đó, tại vì mình làm dịch vụ đó, mình lấy một cái link này ok cần kết và symbol Facebook đăng nhập. Ấn vào UID, có cái UID này các bạn sử dụng. Đó, và các bạn có thể nhập cái ID này vào đây giúp mình quét. Các bạn chờ một chút, đó các bạn có thể nhìn hiện tại vì sao mình lại lấy UID của khách hàng để làm gì. Thì đây là cái câu trả lời cho các bạn là như chẳng hạn như mình là một người làm dịch vụ
Mình là một người hỗ trợ anh chị em bán hàng online, thì mình muốn làm những cái dịch vụ như hiện tại, như là dịch vụ của mình có một cái dịch vụ đó là lọc kết bạn và lọc bạn bè và kết bạn quanh vùng theo hành vi, theo sở thích, theo độ tuổi. Đấy, thì đương nhiên ở một cái trang cá nhân như thế này thì cái UID đối với mình rất là quan trọng khi mình lấy bất cứ một cái UID nào của khách hàng để mình copy vào và mình làm cái dịch vụ của mình đó. Đơn giản như ví dụ mình kết bạn cho các bạn này, có thể mình lọc theo hành vi, sở thích, theo giới tính, chẳng hạn như là nữ, mình lọc. Tiếp tục mình lọc địa điểm thì chẳng hạn như ở Hải Phòng, cứ ở Hải Phòng thì mình lấy con đâu tất cả các địa điểm khác thì mình sẽ bỏ qua đó, và mình lọc, thế là từ 2000 mấy người thì trở thành còn hơn 300 người. 300 người tiếp tục mình lọc tiếp, năm sinh chẳng hạn. Đấy, năm sinh như chẳng hạn như là từ 1986 đi. Đấy, đến 2005. Đó. Tiếp tục mình đọc tiếp. Đó, thì các bạn có thể nhìn. Đây là cái độ tuổi mình cần lấy. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là cái độ tuổi mình cần lấy. Và bắt đầu mình chuyển sang cái tiến trình mình kết bạn, hay là mình gửi tin nhắn, hay là mình chọc, hay là mình chúc mừng sinh nhật. Đấy, đây có thể chuyển sang bên này và mình kết bạn rất là dễ. Nên cái UID thực ra là mọi người cứ sợ là mình không lấy được, hay là mình mục đích để làm gì, thì thật ra là cái mỗi người đều có một cái UID và mỗi người đều có xét một cái lượng bạn nhất định. Thì như những người làm dịch vụ như mình thì mình đều có thể tìm và mình lấy được cái lượng bạn đấy cho các bạn để mình kết bạn cho khách hàng của mình. Thật ra là những cái đấy thì là trong ngành của mình thì anh em mới là người biết rõ, nên là cái việc tìm UID này nó rất là hay đối với mọi người. Các anh chị em có nhu cầu muốn được biết thì đây là một số trang mình hướng dẫn cho các bạn, các bạn vào các bạn tìm hiểu. Các bạn muốn biết về cái UID để lấy như thế nào và cách lấy như thế nào, đó, nó rất là đơn giản. Đó. Khi nào mình sẽ dẫn tiếp tục cho các bạn về cái chuỗi về sinh mục Facebook này, nó rất là nhiều phần hay để cho các bạn tìm hiểu thêm. Cái video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi livestream, đã theo dõi kênh của Sơn Đức Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy nhớ subscribe kênh, đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có động lực làm những cái video tiếp theo và những cái video mới nhất các bạn có thể nhận được từ Sơn Đức Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái gà meo và thêm một cái cửa sổ mới. Các bạn giúp cho mình, đầu tiên các bạn tạo cho mình một cái Google Chrome. Bạn ấn giúp mình thêm, sau đó các bạn tùy chọn tên, chọn tên mình hoặc tên người khác, đảm viên chọn tự. Sau đó các bạn ấn vào phần bắt đầu, tiếp tục các bạn tạo cho mình cái tài khoản.
khẩu, các bạn nhập cái mật khẩu tận kỳ được các bạn nhờ. Dễ nữa là được. Tết vào đây. Các bạn ấn vào video tiếp theo. Các bạn chờ, nó sẽ có một cái mã nó gửi về cho các bạn nhé. Bạn chờ mình sẽ lấy cái mã đây về. Ok, khi mà mã về số điện thoại của các bạn giúp mình. Ok, chờ một chút. Số điện thoại này. Xong mình luôn. Thì khi các bạn xong mình bắt đầu các bạn sẽ một là các bạn có thể bỏ qua những cái thao tác này, hai nữa thì các bạn có thể thêm vào giúp mình địa chỉ này, mình sẽ gửi một cái email cuối cùng. Sau tiếp tục thì các bạn ấn vào đồng ý giúp mình. Từ cái đồng ý này các bạn lại kéo tiếp tục xuống tôi đồng ý. Và sau khi các bạn làm xong thì nó sẽ hiển thị ra cho các bạn một cái phần tab. Bạn có muốn đồng hộ bộ với tính năng này không, thì tất cả những cái đồng bộ tính năng này sau này các bạn có thể dùng bất cứ một phần mềm lưu trữ hay là dùng Facebook và tất cả các mật khẩu sẽ lưu trữ vào trong Gmail này giúp bạn. Đó. Thì cái này nó sẽ ra một cái thanh. Đấy, đây là một cái thanh Google Chrome thêm một cái tiện ích cho các bạn. Các bạn tạo rất là nhiều các thanh khác nhau bất kỳ. Khi các bạn tạo xong thì vào đây vào làm nhau giúp mình, mình xác thực lại tài khoản hoặc là các bạn ấn trực tiếp vào đây làm nhau ở trên phía trên này, cái tính tạo bạn này và ấn vào đây này để mình là kích hoạt cái làm nhau mới của mình. Đó. Rất là dễ và rất là nhanh cho các bạn. Còn vào trong cái phần đây, các bạn có thể tìm hiểu sâu, các bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân ở trong cái phần này. Đó. Các bạn có thể thay đổi thêm ảnh. Từ sử dụng là được thêm cái ảnh.
Cứ như này, các bạn có thể vào đây các bạn chỉnh sửa, các bạn làm bất cứ những cái gì các bạn thích trong đây. Tùy hóa giống nhau, chúng ta nhìn một tất cả các phần liên kết cho các bạn. Thì phần giao dịch, từ lịch sử, tất cả thật những cái gì để giống nhau, hô và luôn. Đó. Thông nhập cái này có thể bạn đã tạo ra cái bảo mật cho nó. Thì như trong cái phần bạn cũng các bạn có thể update được trên này cái thiết bị của bạn mọi cái những cái này các bạn sẽ tìm hiểu thêm. Mình chỉ hôm nay hướng dẫn cho các bạn một cái là làm thế nào để tạo mỗi dòng mail và tạo thêm một cái Google Chrome nữa lên trên cái thanh tab này. Các bạn tạo bao nhiêu thì rất là nhiều luôn. Cái này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn về sau này khi các bạn có làm là Facebook và các bạn làm YouTube sẽ có đa số kênh cho các bạn, hỗ trợ cho các bạn về subscribe cũng là được đăng ký. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Sơn Đăng Nguyễn. Các bạn thấy hay thì hãy subscribe kênh để ủng hộ mình để mình ra những cái clip tiếp theo, và mình ra những clip tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hello, chào tất cả các bạn. Tới với kênh của Sơn Đăng Nguyễn, ngày hôm nay tiếp tục mình giới thiệu các bạn một cái phần mềm mới, đó là một cái phần mềm mà hỗ trợ các bạn comment bài viết lên trên nhóm hoặc là lên trên trang cá nhân của các bạn bè. Không để mất thời gian của các bạn ơi, tiếp tục mình lại hướng dẫn các bạn với phần mềm. Các bạn vào giúp mình vào Google Chrome nhé. Sau đó các bạn vào phần Facebook của các bạn. Từ đây các bạn ấn cho mình cái thanh ở trong thanh tab bát. Các bạn ấn cho mình vào một cái thanh tiện ích này thì các bạn ghim cái phần cookie ở cái phần trước mình đang hướng dẫn cho các bạn để các bạn lấy về đấy. Các bạn chọn cho mình, sau đó các bạn Ctrl C copy nó lại. Và từ đây các bạn vào cho mình cái phần mềm Symbol Account. Thì tại phần Symbol Account này thì các bạn máy mình hôm nay bữa nay nó chậm quá. Các bạn cho mình vào cái phần thêm tài khoản. Thì ở cái phần này các bạn có thể chèn vào bằng Chrome profile hoặc là thêm tài khoản cookie. Thì mình cookie mình sẽ paste phần cookie vào. Trên cái phần này thì các bạn ấn vào cho mình cái phần sử dụng. Tại cái phần sử dụng này thì các bạn để cho nó đăng nhập này. Khi mà đăng nhập vào rồi ấy, máy hôm nay của mình nó hơi chậm một chút các bạn nhé. Các bạn nhìn cho mình ở cái phần Redmi về cái phần comment này. Thật ra trong này nó cũng có rất là nhiều cái thanh mình muốn giới thiệu cho các bạn, nhưng mà để mình sẽ làm và hướng dẫn các bạn từng clip một cho nó cụ thể và nó rõ ràng hơn. Các bạn để ý giúp mình về cái phần Redmi lại cái phần tin nhắn của các bạn thì từ cái trang cá nhân này
bạn nhập cho mình cái phần UID ở trong cái phần này, như chẳng hạn như là một cái bài viết bất kỳ ở trong đây, hoặc là một cái trang cá nhân của bạn bè, các bạn đều có thể làm được nhé. Các bạn tìm một cái comment đi, đây, sau đó các bạn sao chép, các bạn lấy một cái link bất kỳ, các bạn sao chép vào đây, trang cá nhân cũng được mà ở trang bài viết của một bạn khác được. Thì từ đây thì các bạn có thể là ram luôn theo cái biểu tượng comment bằng nội dung, và một cái biểu tượng bạn có thể sử dụng bằng cái hình ảnh. Thì đây mình sẽ sử dụng một cái hình ảnh cho các bạn, tại vì là về cái này nó hỗ trợ các bạn, như chẳng hạn như các bạn về bán hàng ấy, thì các bạn có thể là làm cái hình ảnh bất kỳ để các bạn chia sẻ bằng cái comment, hoặc là các bạn có thể là lấy từ những cái hình ảnh mặt cười chẳng hạn. Đây, để thực tế mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn, như chẳng hạn các bạn vào bạn lấy cho mình cái icon chẳng hạn dễ thương, thì để các bạn tương tác lại với tất cả các phần mềm đấy. Đây, các bạn xây vào giúp mình chẳng hạn cái hình này, các bạn yêu vào đó, lấy khoảng tầm vài hình đi, cái hình nào các bạn nhìn thấy nó đáng yêu thì các bạn làm như vậy. Tiếp tục nhiều lại cái hình này thì cũng tương tự như các bạn có thể thay bằng cái nội dung gì đó, như chẳng hạn như là các bạn bán hàng về online, về mỹ phẩm, các bạn bán hàng về giày dép, quần áo, hoặc các bạn bán về các sản phẩm khác, thì các bạn đều có thể các bạn làm được thay bằng nội dung, thay bằng hình ảnh. Các bạn có thể làm được bằng những theo cái ý thích của các bạn, nhưng mình nghĩ thì khi mà tương tác với mọi người thì mình lên có những cái icon đáng yêu như này để mình tương tác nó ok hơn, thay vì cái hình ảnh mình quảng bá thương hiệu của mình. Rất là ngộ nghĩ, rất là đáng yêu. Đó là team này. Ok, mình đã lựa chọn được một vài cái icon dễ thương rồi. Thì tiếp đó các bạn giúp mình vào phần trả lời cái nội dung comment. Cái nội dung trên này các bạn có thể là gõ bằng cái nội dung bằng chữ. Còn ở dưới này thì các bạn có thể chọn một cái file, như chẳng hạn đây, những cái file mà từ phần đầu mình đã lấy về đây, đã icon. Các bạn có thể copy cho mình như thế này. Ok, open lên. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thì mỗi một cái nội dung ở trên cái phần comment này, đấy, các bạn hình dung chưa? Một cái link này trên phần comment này thì nó sẽ đều trả lời lại hết tất cả những cái phản hồi này bằng cái icon mà mình đã lấy ra đây. Thì đây, tiếp tục mình sẽ giãn cách. Ok, nội dung này bỏ này thôi, cái này cũng bỏ qua đi, tại vì này ok mình để ra luôn đi. Thời gian giãn cách là từ khoảng 30 này cho đến 60 này, cái này các bạn có thể điều chỉnh, nhưng mà tối thiểu các bạn nên dùng từ tầm khoảng 30 cho đến 60 giây. Còn có thể các bạn có thể dùng hơn 60 hoặc 120 giây tùy thích các bạn, nhưng mà cái này là cái mức tối thiểu mình đưa ra, tại vì là mình đã dùng rất là nhiều cái phần mềm này rồi, thì là mình cũng biết về cái cách thức và cái quy trình của nó như thế nào, thì mình đã đưa ra một cái lượng giây vừa đủ để mà nó chạy cái lượng icon này. Bắt đầu các bạn chọn cho mình ra. Thì khi mà các bạn chọn lên rồi ấy, thì nó ở dưới này nó sẽ hiển thị lên, nó sẽ hiển thị lên cái lượng comment đây. Mình sẽ copy cái link này
và mình sẽ paste nó vào cái trang của mình để mình kiểm tra nhé. Cái này nó rất là hay luôn, các bạn nên tham khảo và các bạn nên xem qua. Ok, đâu rồi, nó chui chỗ nào rồi. Đây, bạn nhìn thấy chưa? Thì như chẳng hạn như là cái link này là link chính của mình. Và khi một bạn ở trong cái Facebook của mình, bạn ấy tương tác với mình thì mình sẽ dùng một cái link phụ, hoặc là mình sẽ dùng trực tiếp vào cái link này để mình thả icon. Đấy, rất là hay luôn. Cái công dụng này hỗ trợ các bạn về cái tính năng mà tự tương tác bằng comment khi người khác trả lời. Nó giúp bạn tương tác qua lại với khách hàng, giúp bạn có những cái có những... Hello, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của Sơn Đăng Nguyễn. Các bạn có thể hình dung tại vì sao mình vừa sử dụng cho các bạn một cái tính năng đơn giản và đơn thuần của tất cả các bạn dùng sử dụng laptop cũng như là điện thoại, đó là like bài viết và comment bài viết tương tác cho tất cả các bạn bè của mình trên Facebook. Ở cái làm một cách thủ công và làm một cách chậm chạp như này thì rất là mất nhiều thời gian của các bạn. Các bạn có thể hình dung like và thả tim hoặc là comment đó để lấy cái tương tác, nhưng các bạn có thể thấy rất là mất công luôn đó. Thì theo bằng cách đó thì ngày hôm nay Sơn sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm hỗ trợ các bạn để các bạn khi mà muốn like bài viết, muốn comment bài viết cũng như các bạn làm tất cả các dịch vụ bán hàng online thì nó sẽ là tối ưu và hữu ích cho các bạn. Và mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cho các bạn. Thì các bạn đầu tiên các bạn vào phần Google Chrome và các bạn gõ ra cho mình cái phần simple account. Phần mềm này thì mình đã cài trực tiếp và mình đã được đang sử dụng. Thì mình chỉ hướng dẫn qua cho các bạn về phần tải mình, các bạn có thể vào trang ATP Software để các bạn cài đặt. Sau đó khi mà cài đặt ra, download về thì nó là một cái giao diện như thế này, đó, Simple Cam. Và khi mà các bạn cài đặt ra thì nó là cái giao diện này, đó. Nó cũng như là cái giao diện của Simple Facebook luôn, cũng khác gì nhau cả, đó, các bạn có thể nhìn. Đó, tiếp tục các bạn sử dụng các tính năng như này, rất là nhiều tính năng, rất là nhiều cách để mình làm, nhưng mà đây là một cái phần mềm, một cái auto cho các bạn rất là nhàn, rất vất vả cho các bạn. Khi mà vào được đăng nhập thì các bạn các bạn chú ý cho mình, đây là tất cả các thanh xử lý thanh tắp bắt ở trong cái symbol account này. Các bạn chú ý cho mình cái phần auto comment và auto like đó, các bạn ấn vào giúp mình cái phần auto like. Trong cái phần chọn các loại like này thì các bạn có thể chọn một trong những cái cảm xúc như này, hoặc là mình để mặc định là rainbow. Trong cái phần chọn like như này thì các bạn có thể chọn rainbow, hoặc là các bạn có thể chọn tất cả các phần cảm xúc như này. Thì đầu tiên các bạn có thể chọn cái phần new feed, hoặc là mặc định bạn bè của bạn, hoặc là theo cái lượng kẹp ID. Như mình sẽ ấn vào new feed và cái số cần chọn thì mình sẽ ấn chọn 5, và cái phần dẫn cách thì mình sẽ để tầm 30 cho đến 120 giây. Cái phần ở đây các bạn có thể hình dung đây là ba cái biểu tượng. Một là các bạn có thể chạy trực tiếp, hai nữa là các bạn có thể đặt lịch. Và cái đặt lịch này thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn đặt lịch và dùng hàng tháng. Thì mình tránh cái phần dườm dài thì mình hướng dẫn và hỗ trợ cho các bạn và làm thực tế cho các bạn để các bạn thấy làm trực tiếp nó sẽ như thế nào. Còn cái phần đặt lịch này thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể ở những video clip tiếp theo.
để đi sâu hơn nữa cho các bạn, để các bạn hình dung đó. Và sau khi các bạn ấn lựa chọn cái like mặc định, các bạn ấn cho mình vào cái phần run. Các bạn chờ sút nhé, nó đang chạy. Và cái phần chờ của nó là từ 30 đến 120, nó sẽ tự động nó chạy. Và nó chạy thì nó sẽ hiển thị cái lịch sử chạy ở đây. Đây các bạn có thể nhìn, mình có thể copy một cái đoạn link này vào để mình test lại xem là có thực tế nó có đúng như là phần mềm. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Gì đang nhận? Đó. Rất là ok, phải không các bạn? Đó, mình sẽ để chạy. Thì lần lượt cứ từ khoảng 30 giây cho đến 120 giây, nó sẽ lại tiếp tục like bài viết cho các bạn. Rất là nhẹ. Và các bạn có thể có nhiều cái link như thế này, thì các bạn có thể làm cho mình tương tác với bạn bè rất là tốt. Cái phần mềm auto like mình sẽ tạm dừng ở đây, còn tiếp tục đến cái phần auto comment thì nó là một cái nội dung, thì các bạn sẽ lưu sử dụng một cái nội dung bất kỳ về cái ngành nghề hoặc là cái dịch vụ của bạn. Như chẳng hạn như là mình sử dụng về cái dịch vụ mình bán hàng đó, mình làm về dịch vụ Facebook, thì mình có thể mình copy một cái đoạn nội dung như thế này, sau đó mình đưa lên cái nội dung đó. Hoặc là các bạn có thể bỏ cái phần nội dung này và các bạn chọn cho mình cái file. Thì cái file này để làm gì? Cái file này để tương tác với tất cả, thay vì bằng mặt cười, thay vì bằng nội dung comment, thì mình có thể mình sử dụng bằng hình ảnh. Thì đây mình có thể tìm kiếm một vài cái hình ảnh để mình tiện mình chỉ cho các bạn ở trong cái phần này. Dịch vụ của mình đây chẳng hạn, đây là dịch vụ chuyển tiền, mình có thể open đây đó. Và cái này, khi mà các bạn dùng hình ảnh này, các bạn cũng phải biến thể nó đi thành nó như là cái nội dung. Các bạn biến thể nó đi để tránh bị spam, để tránh bị khóa link. Và ở dưới nó cũng tương tự như là cái phần like thôi. Bạn có thể chọn new feed, chọn random bạn bè, hoặc là chọn theo cái việc UID mà các bạn có. Số lượng mình để là 5. Thời gian cách từ 30 đến 120. Cái đoạn link sẽ bỏ qua nhé, tiếp tục ấn run này. Và cái phần lịch sử này cũng thế, khi các bạn hiển thị lên rồi thì cái phần lịch sử nó sẽ chạy dưới này, và mình sẽ test và kiểm tra lại để xem là cái nội dung của nó sẽ chạy như thế nào. Các bạn chờ một chút nhé, 30 đến 120 giây. Cái phần comment này thì đến bây giờ thì cái thuật toán Facebook nó cho là cái phần tương tác tốt nhất. Ở cái like kia thì nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà để mà các bạn nhìn thấy bài nhau, tương tác qua lại với nhau, thì lên dùng comment bằng nội dung, comment bằng hình ảnh. Ok, mình có thể test lại cho các bạn. Hey. Đây các bạn có thể nhìn đó, đấy là những cái link feed các bạn nhé. Đây là mình đang sử dụng những cái link feed, có nghĩa là những cái hội nhóm, những cái bạn bè mà người ta hay tương tác qua lại với cái Facebook của mình để mình tương tác lại với người ta. Thì đây là một cái minh chứng đã comment thành công các bạn nhé. Ok, vậy là mình đã hoàn thành một phần mềm nữa, hoàn toàn miễn phí,
để hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Sơn Đăng Nguyễn. Hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Hãy ấn like và subscribe để Sơn có động lực làm những cái video tiếp theo để coi như là hỗ trợ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream của Sơn Đăng Nguyễn. Thì ngày hôm nay tiếp tục lại là mình đây, một cái video hướng dẫn cho các bạn một cái phần mềm hoàn toàn miễn phí để các bạn hỗ trợ cho các bạn, dành cho các bạn dùng sử dụng trên máy vi tính. Một cái phần mềm để hỗ trợ các bạn like fanpage và mời mọi người vào trong nhóm. Trước cái màn hình của các bạn, đây là một cái phần mềm. Đó. Cũng không mất thời gian của các bạn ạ. Đây là một cái phần mềm. Các bạn search cho mình cái phần mềm Invite and Post Like, like fanpage. Đầu tiên các bạn giúp mình vào phần ứng dụng. Sau đó các bạn vào phần Web Store và đánh cho mình đó. Invite and Post Like fanpage. Các bạn kích nút vào giúp mình và các bạn thêm vào giúp mình. Thì ở đây hiện tại phần mềm của mình đã cài đặt sẵn trên màn hình của mình rồi. Mình cũng sẽ không phải cài tập này nữa và bỏ qua cái phần này để tập trung vào cho các bạn vào cái phần mềm. Phần mềm này thì nó hỗ trợ các bạn like fanpage cũng như là mời bạn bè vào trong fanpage và mời bạn bè vào trong nhóm. Nó có hai cái chức năng rất là hay. Đầu tiên các bạn vào giúp mình phần trang các bạn đã tạo, sau đó các bạn ấn vào một cái trang bất kỳ của các bạn, như chẳng hạn điển hình như là một cái trang của mình dưới ánh nhà gió. Và sau khi các bạn ấn vào trang của các bạn thì các bạn giúp mình ấn vào cái phần ba chấm này, ấn xuống cho mình cái phần mời bạn bè đó. Cũng có thể những cái phần, những cái trang các bạn mới thì nó sẽ hiển thị ở dưới này cho các bạn. Làm phần mời bạn bè thì cứ miễn là các bạn nhìn thấy giúp mình cái phần mời bạn bè, các bạn ấn vào giúp mình. Khi mời bạn bè xong, nó sẽ hiển thị lên trên đây cho các bạn biết là cái phần mời bạn bè vào cái trang này. Thì thường thường như các bạn có thể ấn đó, ấn thủ công này rất là lâu đó, sau đó ấn gửi lời mời đó. Thay vì các bạn làm như thế, các bạn tiếp tục làm lại giúp mình phần ba chấm vào mời bạn bè. Thay vì ấn bằng tay, các bạn giúp mình chỉ cần một cái kích đúc đó, các bạn có thể nhìn rất là nhanh. Và mình cũng khuyến cáo các bạn mà mình lên dùng tầm khoảng 40-50 cái phần đã chọn thôi, không ngờ này đến khi nó lại ảnh hưởng tới cái phần dịch vụ mình làm đó. Sau đó các bạn ấn vào phần gửi giúp mình đó. Và khi các bạn gửi rồi thì các bạn chờ cái kết quả, người ta sẽ ấn like, ấn thích cái trang này của bạn đó. Đây hiển thị đã sending, đã mời tất cả những người đấy vào trong cái trang này đó. Hiện tại cái trang của mình là 694 người, độ tiếp cận cũng rất là tốt. Tương tự như những cái trang fanpage khác, các bạn làm tương tự giúp mình vào cái trang đấy, các bạn có thể lập một trang, hai trang, L trang để các bạn mời mọi người vào trong cái trang của mình, để mọi người, những người thân quen, những bạn bè, ví dụ như các bạn bán hàng chẳng hạn, cũng như mình đây, với trang Daiichi đó, các bạn ấn vào cái phần ba chấm này giúp mình, các bạn ấn vào cái nút mời bạn bè vào cái thanh tab bar. Thay vì các bạn là kích đúp này thì nó cũng rất là lâu, thì mình đã chỉnh cho các bạn rồi cái phần mềm đấy rồi, đó là Intiver and Postline, các bạn biết. Thì đây các bạn có thể nhìn
cái số lượng đã chọn này, nó sẽ tự động nó chọn cho các bạn. Đó. Một lần mời thì các bạn lưu ý mời khoảng 50 người giúp mình thôi nhé, đừng mời nhiều. Mời nhiều thì nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng là các bạn có thể bị đánh spam, hoặc là các bạn có thể bị khóa checkboy và xác minh một tài khoản. Thì các bạn lưu ý giúp mình. Và tất cả các phần mềm mình hướng dẫn cho các bạn đây thì các bạn chủ yếu là các bạn sử dụng trên phần mềm Win ở cái hệ điều hành Windows, còn cái hệ điều hành của